Star Atlas là gì và nó hoạt động như thế nào? Star Atlas là một game trò chơi trực tuyến được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain của Solana. Nó diễn ra trong một trò chơi ảo Metaverse. Star Atlas có kế hoạch ra mắt mã thông báo của mình vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Mã thông báo Atlas sẽ giao dịch với giá 0,001380 USD trong đợt đầu bán cho các đối tác và nhà đầu tư chiến lược. Nhóm đang xây dựng Star Atlas trên Unreal Engine 5. Điều đó có nghĩa là trò chơi sẽ có môi trường thời gian thực, chất lượng như rạp chiếu phim. Hơn nữa, Star Atlas sẽ diễn ra trong bối cảnh khoa học viễn tưởng tương lai vào năm 2620. Theo cốt truyện, ba phe chính, loài người, một nhóm các chủng tộc ngoài hành tinh và những người máy có tri giác đã xuất hiện trong quá khứ và hiện đang tranh giành tài nguyên và quyền kiểm soát. Trò chơi sẽ kết hợp nhiều thể loại khác nhau. Người dùng cũng sẽ cần sử dụng chiến lược. Họ sẽ phải phát triển các kế hoạch chiến thuật về cách tương tác với những người chơi và phe phái khác. Một phần khác của trò chơi là khám phá, vì nó có rất nhiều ngôi sao để khám phá cũng như khai thác. Người chơi sẽ có thể đi đến và khám phá các vì sao một cách độc lập thông qua chuyến bay góc nhìn thứ nhất. Vì vậy, một phần đó là một mô phỏng chuyến bay. Ngoài ra, nền tảng sẽ cho phép người chơi khai thác tài nguyên và thu được các luồng doanh thu từ việc đó. Người chơi nên chọn một phe trước. Sau đó, họ bắt đầu chơi trong khu vực an ninh của phe không có chiến đấu để khám phá lối chơi cơ bản. Tuy nhiên, sau này, họ sẽ có thể tham gia vào chế độ bảo mật cấp trung bình và lối chơi mở, nơi có thể chiến đấu. Dưới đây là các trụ cột trò chơi cơ bản là khám phá không gian sâu, chiến đấu, lựa chọn nghề nghiệp trong trò chơi để khai thác tài nguyên, xây dựng trạm không gian và tàu, đồng thời tạo dựng liên minh để kiểm soát quy mô tài nguyên. Người dùng có thể trao đổi tài sản có được trong trò chơi lấy tiền tệ trong thế giới thực. Star Atlas có kế hoạch mang đến trải nghiệm chơi game siêu đa dạng, nhập vai bao gồm một số thể loại. Bên cạnh đó, nó kết hợp khả năng kiếm tài sản ảo, có thể đổi thành tiền tệ trong đời thực với trải nghiệm chơi game chất lượng như rạp chiếu phim. Công ty có kế hoạch thay thế các đối thủ cạnh tranh của mình bằng cách vượt trội hơn họ trong một số lĩnh vực. Hiện tại, không có trò chơi blockchain nào cung cấp nhiều khả năng chơi khác nhau như Star Atlas. Có những trò chơi cung cấp tùy chọn kiếm tiền thông qua đặt cược, khám phá thế giới ảo của nó và thành lập liên minh hoặc chiến đấu với những người chơi khác để giành tài sản ảo. Nhưng không phải một trong số chúng làm được tất cả những điều trên cùng một lúc như Star Atlas đang làm. Vậy Star Atlas được tạo ra khi nào? Nhóm dự án đã làm việc trên Star Atlas một thời gian trước khi công bố nó vào tháng 1 năm 2021. Họ đang xây dựng trò chơi trên blockchain Solana. Hơn nữa, một số dự án dựa trên Solana, chẳng hạn như Serum và FTX, họ cũng là đối tác hỗ trợ trò chơi. Giám đốc điều hành Michael Wagner, Juan Pablo Quiroga và người đứng đầu hoạt động DEB Lucas là những người đã thành lập Star Atlas. Tất cả họ đều có kinh nghiệm cụ thể cần thiết để tạo trò chơi trên nền tảng DeFi. Star Atlas có kế hoạch mang đến trải nghiệm chơi game siêu đa dạng, nhập vai bao gồm một số thể loại. Bên cạnh đó, nó kết hợp khả năng kiếm tài sản ảo, có thể đổi thành tiền tệ trong đời thực với trải nghiệm chơi game chất lượng như rạp chiếu phim. Công ty có kế hoạch thay thế các đối thủ cạnh tranh của mình bằng cách vượt trội hơn họ trong một số lĩnh vực. Hiện tại, không có trò chơi blockchain nào cung cấp nhiều khả năng chơi khác nhau như Star Atlas. Có những trò chơi cung cấp tùy chọn kiếm tiền thông qua đặt cược, khám phá thế giới ảo của nó và thành lập liên minh hoặc chiến đấu với những người chơi khác để giành tài sản ảo. Nhưng không phải một trong số chúng làm được tất cả những điều trên cùng một lúc như Star Atlas đang làm. Người chơi có thể sử dụng token Atlas như thế nào? Người chơi có thể sử dụng mã thông báo gốc Atlas của nền tảng làm tiền tệ trong trò chơi để mua tài sản. Bên cạnh đó, họ cũng có thể mua NFT trên thị trường NFT với đồng tiền Atlas. Hơn nữa, nền tảng sẽ cho phép người chơi chọn một nghề, chẳng hạn như giám đốc điều hành, nhà môi giới, cướp biển, thợ săn tiền thưởng và một số lượng lớn người khác để hoàn thành các vai trò trên tàu vũ trụ. Sau này cũng sẽ có tùy chọn để kết hợp các nguồn lực và cạnh tranh không chỉ riêng lẻ mà còn cả tập thể. Các tập đoàn tự trị phi tập trung được tạo ra bởi những người chơi hợp nhất sẽ có thể xây dựng toàn bộ thành phố không gian với các nền kinh tế vi mô đi kèm. Vũ trụ Star Atlas có mã thông báo thứ hai là Polis, cũng sẽ đóng vai trò là mã thông báo quản trị trong các thành phố không gian này. Những người nắm giữ nó sẽ tham gia vào việc đưa ra các quyết định quản trị liên quan đến trò chơi. Quan trọng hơn, công ty có kế hoạch cung cấp thị trường NFT và lịch phát hành NFT để phân phối và giao dịch tài sản trong trò chơi. Chủ sở hữu mã thông báo Atlas sẽ có tùy chọn cung cấp thanh khoản hoặc mua và bán số lượng mã thông báo nắm giữ của họ.
Còn về việc phân phối phát hành mã thông báo Atlas như thế nào? Theo công ty, mã thông báo Atlas sẽ không có tổng nguồn cung tối đa để tính cho các ưu đãi trong trò chơi. Nhóm sẽ phân phối 20% nguồn cung hiện có tại dịch vụ cung cấp tài sản thiên hà GAO. Nó cũng sẽ dành 10% cổ phần đó như một dòng hạt giống và cho các đối tác chiến lược của dự án. Trong khi đó, họ sẽ cung cấp 10% còn lại cho người dùng trong đợt bán ICO trên nền tảng Serum và FTX. Star Atlas cũng thông báo rằng 80% toàn bộ nguồn cung cấp, mã thông báo và tất cả lạm phát trong tương lai chỉ có thể kiếm được thông qua hoạt động trong trò chơi hoặc doanh số bán hàng của những người chơi khác. Nó có kế hoạch dành 45% cho các trạm khai thác, 0,20% cho thương mại và 20% cho các nhiệm vụ, trong khi 15% còn lại dành cho việc thu thập tài nguyên. Nhóm cũng hứa hẹn sẽ đốt mã thông báo để giảm nguồn cung và tăng giá trị cho mỗi mã thông báo. Star Atlas tự hào về bảo mật mạnh mẽ. Công ty đã chọn Solana vì thời gian giao dịch nhanh chóng và phí giao dịch thấp để đảm bảo cho người dùng trải nghiệm an toàn và dễ dàng. Sự phổ biến của trò chơi ngày càng tăng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Video này mình xin dừng lại ở đây. Nếu các bạn quan tâm về lĩnh vực tiền điện tử, công nghệ blockchain, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn qua phần comment ở dưới video này. Dựa vào những dữ liệu tương tác các bạn để tôi có thể biết được nhu cầu mà các bạn hiện đang quan tâm về lĩnh vực này, để từ đó kênh Sen ngày còn ra nhiều video phân tích chuyên sâu hơn cho từng đồng tiền và các nền tảng công nghệ mới hiện nay. Các bạn nhớ bấm like để giúp tôi có thể vượt qua được các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube, và nhớ đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình nhé.